đi ăn sushi, cậu thiếu niên nghịch dại khiến nhà hàng đòi bồi thường hơn 11 tỷ đồng. Đây cũng là bài học dành cho những người không biết cách cư xử đúng mực khi lui tới các địa điểm công cộng. Trẻ con thường hồn nhiên và nghịch ngợm. Tuy nhiên, đôi khi những hành động nghịch ngợm tưởng chừng vô hại lại có thể gây ra rắc rối lớn cho bản thân đứa trẻ cũng như người thân của các em. Câu chuyện dưới đây có lẽ sẽ là bài học giúp các bậc phụ huynh cẩn trọng hơn trong việc giáo dục con cái, tránh để rơi vào những tình huống không mong muốn. Hành động nghịch dại của cậu thiếu niên khiến chuỗi nhà hàng sushi bị thiệt hại lớn. Vào tháng 1 năm nay, một cậu bé tuổi teen đã đến dùng bữa tại một chi nhánh của chuỗi cửa hàng sushi băng chuyền mang tên Sushiro ở thành phố Gifu, thuộc tỉnh Gifu, miền Trung Nhật Bản. Nếu chỉ dùng bữa nhưng những khách hàng khác, có lẽ chuyện sẽ không có gì đáng nói. Tuy nhiên, cậu bé đã có những hành động xấu xí mà ở Nhật, người ta gọi cụm từ này là khủng bố sushi, ám chỉ những điều không nên làm ở trong một cửa hàng sushi. Trong một đoạn clip dài 48 giây được chia sẻ lên mạng xã hội, người ta nhìn thấy cậu ta đã mở nắp chai đựng nước tương ra rồi liếm ở phần đầu cũng như liếm một cái cốc rồi đặt chúng trở lại băng chuyền cho những người khác sử dụng. Chưa hết, cậu bé này còn liếm ngón tay và bôi nước bọt của mình lên các món cá. Đoạn clip đã trở nên vô cùng viral ngay sau khi được chia sẻ lên mạng, với hàng triệu lượt xem từ khắp thế giới. Đa số netizen đều chỉ trích cách hành xử mất vệ sinh và kém văn minh của cậu bé. Nhưng cũng có nhiều người cảm thấy ghê sợ khi đi ăn ở các nhà hàng nói chung và các nhà hàng sushi nói riêng tại Nhật Bản, vì nhiều nhà hàng ở nước này vận hành theo kiểu tự phục vụ, độ vệ sinh tại đây phụ thuộc rất lớn vào sự văn minh các thực khách. Ngay sau đó, nhà hàng này đã phải tiến hành khử trùng tất cả các loại cốc tại đây cũng như thay thế toàn bộ các chai tương của họ để khách hàng yên tâm. Đến cái giá đắt phải trả khi cậu bé bị yêu cầu bồi thường hơn 11 tỷ đồng. Được biết, cậu thiếu niên này chỉ là một trong số những kẻ thích chơi khăm đã từng bị bắt quả tang có những hành động thiếu văn minh tại các cửa hàng sushi băng chuyền ở Nhật Bản như liếm thìa, bóp mù tạt lên các miếng sushi. Dù những sự việc này có thể không quá nhiều, nhưng chúng cũng gây nên những làn sóng phẫn nộ tại đất nước mặt trời mọc, nơi vốn nổi tiếng có những tiêu chuẩn rất cao về sự sạch sẽ. Thật là kinh tởm. Tôi sẽ không đến các nhà hàng sushi băng chuyền để ăn nữa, một netizen người Nhật viết trên Twitter. Tôi nghĩ hành động này không thể tha thứ được. Nó gây hại cho các khách hàng và các nhân viên của nhà hàng, Luna Watanabe, một nhà công 20 tuổi tại Tokyo cho biết. Tuy nhiên, trên mạng xã hội cũng xuất hiện những cá nhân và phong trào ủng hộ các nhà hàng bị ảnh hưởng, bao gồm cả Sushiro với các hashtag như Savushiro. Theo tôi biết thì chuyện này chỉ xảy ra có một lần thôi, và với tôi không có vấn đề gì, giờ sẽ có ít người đi ăn ở Sushiro hơn và tôi chẳng cần phải đặt trước nữa, một người viết. Tôi đã luôn muốn đến ăn ở Sushiro nhưng chưa được vì nó luôn đông nghịt khách, nhưng giờ thì tôi có thể đến đây rồi. Một người nữa khẳng định. Được biết, vào cuối tháng 1 năm nay, nhà hàng Sushiro đã báo cảnh sát về vụ việc, cho biết họ đã thiệt hại rất nhiều sau khi các đoạn clip ghi lại hành động của cậu bé được lan truyền chóng mặt trên mạng. Riêng ở Twitter nó đã được xem tới 40 triệu lần. Cụ thể, theo thông tin của tờ Mothership đăng tải hồi tháng 2 năm nay, giá cổ phiếu của công ty mẹ của chuỗi nhà hàng sushi Sushiro đã sụt giảm khoảng 5%, thiệt hại tới 16,8 tỷ yên, tương đương 2.800 tỷ đồng. Trong khi đó, theo Daily Mail, chuỗi nhà hàng sushi Sushiro cho biết họ đang lắp đặt những tấm chắn bằng nhựa để ngăn chặn các khách hàng vô ý thức và việc làm này tiêu tốn của họ một số tiền tương đương 15 tỷ đồng. Sau sự việc, cậu thiếu niên đã xin lỗi chuỗi cửa hàng sushi Sushiro nhưng đã quá muộn. Hiện chuỗi cửa hàng này đã nộp đơn kiện và yêu cầu cậu thiếu niên này phải bồi thường số tiền tương đương hơn 11 tỷ đồng. Luật sư của cậu thiếu niên lý luận rằng thân chủ của mình không biết đoạn clip này sẽ bị đưa lên mạng và gây ra ảnh hưởng khủng khiếp như thế. Các tài liệu thu thập cũng cho thấy doanh thu của nhà hàng sushi giảm xuống có thể không hoàn toàn là do hành động của cậu bé này, mà còn do sự cạnh tranh tăng lên từ các đối thủ. Vụ việc sẽ được xét xử tại tòa án ở Osaka. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.